và mình bị thấp khớp từ lúc còn nhỏ cơ, từ lúc 2 tuổi, và nghĩa là sau một cơn sốt nhẹ thôi, mình đã không kịp uống thuốc hạ sốt, thế là mình bắt đầu biến chứng vào khớp, và sau đấy thì mình bị khớp đau khớp từ đấy đến đến lúc mà nghĩa là bác sĩ kê đơn cho là phải uống đến 18 tuổi. Và lúc đấy thì mình chỉ cảm nhận là đến 5 tuổi là mình biết là mình đi viện, và mẹ mình đã cõng mình, và lúc đấy kiểu mình cũng lớn nên là chân mình rất là dài, thì mẹ bảo là không biết là điệu hay là cõng hay là làm kiểu gì mới đưa con đi đến viện được, tại vì hồi xưa là đi bộ mà chỉ có cõng hoặc là khiêng khiêng bằng cái võng đi ấy. Đấy, thời gian đấy thì bố mẹ rất là vất vả vì mình luôn. Nói chung là mình ở viện rất là nhiều, thời gian ở viện nhiều hơn là ở nhà từ hồi bé. Các bác sĩ ở trong bệnh viện hầu như là đều biết mình hết, cũng là xuống biết. Và sau khi mình có lớn hơn một chút, đến 11 tuổi, thì ông mình có đi lấy thuốc cho mình và bị mất cái đơn thuốc mà bác sĩ kê cho uống từ hồi bé đấy. Từ đấy là cái thời gian mà cứ một năm mình cứ cứ bị đau 2 lần. Đau 2 lần là mình không thể đi được. Đấy. Bị liệt luôn đấy, đau lắm cả nhà. Thực sự khi mình bị bệnh tật thì lúc đấy mình cũng còn nhỏ thôi, nhưng mà mình cảm nhận được là bố mẹ rất là vất vả vì mình ốm đau. Thứ hai nữa là mình cảm nhận là chân mình không đi được, mình rất là muốn đi học hay là mình muốn đi đâu thì không thể đi được. Thực sự rất là lúc đấy cảm giác rất là tủi thân. Tiếp nữa là sau khi mình lớn lên một chút, mình học hết cấp 3 và đi đại học và học xong trung cấp mầm non ấy, thì mình đi làm. Và một thời gian đi làm thì cái thời gian đấy thì mình cũng chỉ hơi mỏi mỏi thôi, không có vấn đề gì gọi là đau khớp nhiều cả. Thì đến lúc mình xây dựng gia đình, bố mẹ mình thì cũng là bố mẹ chồng cũng là nhà nông, và mình sang đây thì mình cũng có giúp đỡ ông bà về việc đồng áng ấy. Mọi người hay nói là khớp thì đớp vào tim ạ, và khi mình gặp bùn thì nó biến chứng rất là nhanh, và sau khi mình có xuống ruộng một thời gian thì mình thấy cảm giác là mình đau nhiều hơn. Và khi mà mình sinh em bé đầu tiên ấy, em bé bây giờ ấy, thì cái bệnh của mình bắt đầu nặng, và lúc đấy là có biến chứng vào tim rồi. Và em gái mình có nghĩa là có gửi cái lọ omega 3 cho mình, cũng bảo là chị uống đi thì sức khỏe của chị sẽ được cải thiện. Sau đấy thì mình có uống uống chưa hết một lọ đâu cả nhà, tại vì mình uống thì mình cũng chưa tin vào sản phẩm lắm. Thực sự thì mình cũng chỉ tin vào bác sĩ thôi lúc đấy ấy. Suốt ngày chỉ đi khám kiểm tra và chỉ lấy thuốc từ từ bác sĩ về uống, nhưng mà thực sự khi uống xong ấy thì mình không những bị đau khớp nhiều hơn, dạ dày mình cũng đau, đau đại tràng, rồi mình khó rất là khó ngủ, hầu như đêm nào mình cũng rất là mất ngủ luôn. Mà thời gian đấy thì ông xã mình đang công tác ở bên bên ngành công an ấy, nên là ông xã cũng đi suốt, và hầu như là đêm nào mình cũng phải chống chọi với cái nghĩa là mình khó thở, không thở được, lúc đấy con thì bé nữa hoặc là không biết gì. Và trải qua một thời gian bệnh tật, nói chung là 2 năm thì 2 năm thì nghĩa là những cái năm đấy thì mình vẫn tiếp tục học lên đại học. Sau khi mình tham gia đại học ở Việt Trì Phú Thọ thì mình có nghĩa là đợt đấy thì mình cũng có đi Hà Nội khám và kiểm tra lấy thuốc, nhưng mà hầu như mình uống thuốc không có tác dụng để mình hạn chế, nghĩa là không hạn chế bệnh của mình giảm đi được, mà bệnh của mình nó càng tăng lên, và cái cơ cơ nghĩa là cái van chủ của mình ấy nó càng hở. Và sau sau một thời gian học ở đấy thì tại vì thời tiết ở đấy rất là nóng và mình không thể nào thở được, thì hôm đấy mình đã đi cấp cứu và bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Và trải qua cuộc phẫu thuật xong là mình thực sự rất là yếu, cảm giác mình giống như kiểu mình đứng lên mình chỉ muốn đổ, xong là lúc nào cũng hoa mắt chóng mặt. Nói chung là lúc đấy sức khỏe mình đi xuống rất là nhiều. Mổ xong thì mình có về thì sức khỏe của mình cũng không được cải thiện, tại vì bác sĩ có kê đơn thuốc cho, cũng uống thêm cái Q10 ấy. Q10 chắc là mọi người cũng biết. Khi mà mình uống thêm cái Q10 kia thì cũng không thể cải thiện được, tại vì mình lúc nào cũng chóng mặt, đau đầu chóng mặt. Đúng rồi ạ. Lúc nào cũng đau đầu chóng mặt. Sau đấy thì không ngủ được, hầu như là mình chỉ nằm, nghĩa là nằm không thôi mà không thể ngủ được, mất ngủ, tình trạng mất ngủ kéo dài rất là lâu. Sau một thời gian gần 1 năm thì mình có bị tai biến, và thực sự lúc đấy rất là xa xút luôn, Vâng ạ, cảm giác thế đấy rồi. là trầm cảm rồi, tại vì thực sự nhìn con rất là nhỏ. Sau đấy thì chồng cũng bận bịu suốt, mà ông bà thì việc đồng áng mình không thể giúp được gì, mình cảm giác như kiểu mình là gánh nặng cho gia đình ấy. Vâng ạ, thế sau đó thì
Bao lâu sau thì chị dùng Wellness và chị dùng được bao lâu thì chị cải thiện được sức khỏe như thế nào ạ? Sau khi mình mổ về được gần 1 năm, gần được 1 năm học, nghĩa là khi mình đi làm ấy thì hầu như lúc nào mình cũng ở trạm hoặc là ở viện thôi, thì mình có nhớ câu nói của cô hiệu trưởng, cô bảo là mọi người đừng có gần gần bạn ấy quá, nói chuyện thì phải đứng cách xa ra 3 mét, tại vì rất sợ là đụng vào bạn ấy thì bạn ấy có làm sao, có lăn đùng ra thì mọi người lại bị oan. Thực sự lúc đấy là mình mới thấy là thực sự rất là trân quý sức khỏe. Và khi đấy thì mình có đi, nghĩa là cũng có chị bạn ở phòng giáo dục ấy, thì chị cũng rất là quý mình. Đợt đấy thì chị cũng tham gia Oli trước mình rồi, và chị cũng giới thiệu là em nên uống cái bột để cho nó tăng sức đề kháng của em lên thì em mới có thể khỏe được, tại vì nhìn em yếu quá. Lúc đấy thì mình cũng có đặt cái hộp đấy về, và chị Huyền là bảo trợ của chị Nhung, chị cũng bảo là hôm đấy chị gọi cho mình mà mình cũng nằm ngủ để nói chuyện với chị Huyền cơ, không thể nào mà ngồi dậy được, mà lúc đấy người xanh xao gầy còm. Thế là chị cũng cũng khuyên là em nên sử dụng đi, nhưng mà em lúc đấy là mình có lấy cái hộp bột đấy về, cái hộp bột dâu ấy, nhưng mà vẫn chưa dám uống, tại vì ở chỗ nhà chồng mình rất là xa bệnh viện, mình chỉ nghĩ đơn giản là không biết là mình uống vào sẽ như thế nào, tại vì trong người mình vừa mổ xong, để uống bao nhiêu thuốc nữa thì rất sợ là nó có phản ứng gì. Thì mình có nghiên cứu ở trong cái hộp bột thì nó có cái thành phần củ cải ấy, nghĩa là mình không được ăn rau cải, nên là mình cũng rất là lo. Thế là mình cũng vẫn chần chừ đến tận lúc nghỉ hè. Đến nghỉ hè thì nghỉ hè xong một phát là mình đi về, xin phép ông bà là cho mình đi về bà ngoại. Và hôm đấy thì ông xã mình có đưa mình về, và ông xã mình lại đi học tiếp ở trên 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 tỉnh, là cách nhà ngoại, từ nhà nội về nhà ngoại là 100 cây. Từ từ nhà mình lên chỗ ông xã học còn 100 cây nữa. Thế là mình cũng có bảo là nếu mà cuối tuần mà em không khỏe lại thì quay lại đón em, cũng bảo vậy. Thế là về đến ngoại thì em gái mình cũng động viên, cả nhà cũng động viên, tại vì mình về mình không thể đứng được, cả nhà đầu óc lúc nào trong tình trạng quay cuồng, mà tay lúc nào cũng ù ù, xong là chân tay thì yếu, nói xong là lúc đấy tay tê tay chân em không thể làm được gì luôn ấy, không động được nước lạnh, nghĩa là cả người mình cảm giác như kiểu mình không có sự sống ấy. Sau đấy là em gái mình có nói là chị uống đi, ở đây thì gần bệnh viện, nếu mà có việc gì ấy thì đã có cả nhà lo rồi, thì chị cứ yên tâm mà uống. Cái ngày hôm đầu cũng chưa dám uống, thế hôm sau mình cũng nghĩ là bây giờ nghỉ hè rồi thì thôi, quyết định là thử thử xem thế nào. Thì hôm sau mình mới bắt đầu dùng, đầu tiên là mình dùng cái thìa, bằng thìa ăn cơm của con ấy, dùng một ít thôi. Sau đấy là mình uống uống buổi sáng, nghĩa là ăn sáng xong mình uống uống buổi sáng, uống xong là mình đi ngủ cả nhà, ngủ 3 ngày coi như là chết đi sống lại đấy. Ngủ 3 ngày, ngày đầu tiên ngủ là không thể nào mở mắt được, tại vì chắc là lúc đấy mình cũng nghĩ là cơ thể mình yếu quá rồi, không đủ chất dinh dưỡng. Thế là mình ngủ, ngày đầu tiên mình ngủ thì mình cũng nhắc nhắc cả nhà trước là nếu mà cảm thấy con không, nghĩa là cảm thấy con có vấn đề gì thì nhớ gọi, hoặc nhớ, nghĩa là mọi người lúc hôm mấy hôm đấy về là cả nhà không dám làm gì cả, chỉ ngồi trông mình thôi. Thế là hôm đầu tiên uống uống xong thì đi ngủ, ngủ xong không thể nào mở mắt được cả nhà, cả ngày em chỉ có ngủ thôi, mà khi ăn cơm hay đến bữa ăn ấy thì chỉ mở chỉ nghĩa là vẫn vẫn nhắm mắt thế này, nhưng mà vẫn cố ăn một ít, xong là ăn xong lại ngủ tiếp, ăn xong lại ngủ, và đến nghĩa là ăn uống cái sữa đấy 3 lần, sáng, trưa và tối. Hôm sau cũng như thế, và đến ngày thứ ba là mình đã ngủ ít đi. Cái buổi tối đấy là mình đã có thể ngồi nói chuyện với mọi người được rồi, nhưng mà ngủ nói chuyện thì vẫn ăn cơm xong này một lúc là đi đi ngủ. Và đến ngày thứ tư thì bắt đầu giảm dần tình trạng buồn ngủ, và thực sự rất là biết ơn Violet, thực sự rất là tuyệt vời đối với bản thân mình luôn. Mình uống đến ngày thứ bảy, đến đến cuối tuần thì mình đã cảm giác như mình là người bình thường, nghĩa là mình được sống lại luôn ấy. Lúc đấy mình thực sự rất là biết ơn Wallet, biết ơn cả em gái mình nữa, biết ơn mọi người trong gia đình mình lúc nào cũng luôn lo lắng cho mình, và biết ơn đại vì mình đã có cơ duyên để dùng sản phẩm và mình đã được sống lại từ lúc đấy. Thế là đến cuối tuần thì mình có gọi cho ông xã bảo là không phải qua đón em nữa, để em đã khỏe và em có thể về được rồi. Và thực sự khi mà đi xe đi trên đường ấy, mình cảm giác như là mình sự sống nó mở ra trước mắt ấy.
Cái hôm đấy mình có quay video ạ. Có quay video là chú mình bảo là cháu đang như thế thì đừng có chủ quan. Đi xe thì phải 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 cẩn thận, nhưng mà thực sự đấy vui quá là phải quay tại vì đường cũng đi khó nữa. Thế là từ hôm đấy về khỏe, thế là chú cũng bảo là thực sự thấy cháu khỏe như thế là mọi người cũng đã rất là yên tâm rồi, tại vì lấy chồng rất là xa xa nhà. À, tuyệt vời quá chị ạ. Em cũng rất là xúc động với cái câu chuyện của chị. Có lẽ là những ai mà phải ở trong những cái hoàn cảnh như thế thì mình sẽ hiểu được hơn. Nhưng mà mọi người ở đây cũng đã từng có những lần mình bị ốm, những lần mà chẳng may mình phải vào viện đúng không ạ? Hay là em cũng đã có những lần mà mình mổ ấy, em mổ sinh ấy. Đấy, và cũng cảm thấy là khi mình mà bị bất tỉnh mình rất là hoang mang về cái cuộc sống của mình, mặc dù mình biết đấy là mình chỉ là đang tiêm thuốc mê thôi, thuốc tê thôi, nhưng mà nhiều khi cũng thật sự rất là sợ mọi người ạ. Đó, và nên là cảm giác là mình giống như kiểu mình được hồi sinh ấy. Đúng Đấy, thì rồi. em cảm thấy là chị cảm giác là giống như thế. Thế thì sau đó chị cậu dùng dùng Wellness tiếp theo thì chị có dùng thêm sản phẩm gì nữa không chị? Và tính từ cái thời điểm chị dùng Wellness 1 đến bây giờ là được bao lâu rồi ạ? Sau khi mà uống hết cái hộp bột đấy thì em gái mình cũng có tư vấn là chị đặt thêm cái bộ bách về uống, và hết bộ hộp bột đấy mình đặt thêm bách về uống thì uống đến lúc mình uống bách ấy, thì mình còn gặp cái tình trạng gọi là hôm đấy thì mình uống xong, nghĩa là đợt đấy mình cũng cũng không hiểu về cách uống, mình uống cả một gói đấy là mình uống cả 4 viên luôn. Thế là hôm đấy là vừa cầm, nghĩa là cũng khỏe rồi, mọi người cũng yên tâm rồi, thế là hôm đấy vừa gọi điện cho bà ngoại xong vừa đặt điện thoại xuống thì tự nhiên mình choáng một cái, là mình như kiểu mình sắp không thể định hình được mình bị làm sao luôn. Xong là vẫn vẫn nhớ là vẫn bấm lại cái số, nghĩa là bấm máy và gọi được cho bà, thì gọi bà ngoại bảo mẹ ơi không biết con làm sao ấy. Thế là mình nằm gục xuống bàn luôn. Tại vì mình bị, bây giờ mình mới hiểu ra là tại vì mình huyết áp thấp.
mình uống hai viên omega 3 thì cái huyết áp của mình nó sẽ bị giảm xuống, nên là gây ra tình trạng choáng cái thời gian đấy. Là gọi cho bà bảo là cả nhà ngoại cứ uống lên, mà gọi lúc đấy cũng chẳng nhớ nó gọi ai nữa. Sau tầm chắc phải đến tầm 1 phút thì mình mới tỉnh lại, mình mới gọi lại và thôi con yên tâm rồi không sao cả. Thế là mới gọi cho bảo trợ, chị bảo là thôi giảm viên để uống và uống mỗi ngày 1 viên thôi. Uống theo chị hướng dẫn thì mình có uống như thế đến đến gần 6 tháng, mình cứ uống bột và viên kết hợp. Thật ra thì đợt đấy mình cũng không có điều kiện, vừa mổ xong nữa, xong là mình cũng học hành nữa nên là cái điều kiện mình không có. Thế là mình cứ uống bột xong là viên, bột xong là viên, cứ cách nhau như vậy thôi. Sau một thời gian thì đến tuần bây giờ thì mình có điều kiện hơn, thì mình có thể mua đủ cho combo cho bản thân mình, và mình cũng mua cho cả gia đình, cả ông bà bên nội bên ngoại để sử dụng và cải thiện sức khỏe cho cả gia đình. Thực sự rất là biết ơn luôn. Vâng ạ. Và kể với mọi người về một câu chuyện của em chú mình nữa. Thực sự từ lúc mình khỏe lại ấy, thì cả nhà không ai tin sản phẩm mấy đâu. Mình cũng cũng đã chia sẻ, mình cũng đã giải thích, mình cũng đã cho mọi người tìm hiểu rồi, nhưng mà có mỗi ông xã là ông ấy tìm hiểu ở trong, nghĩa là ông ấy làm, anh làm bên công an thì anh đã tìm hiểu qua và anh cũng nói là yên tâm để chia sẻ sản phẩm. Còn ông bà với lại cả em chú cũng làm y, nhưng mà em chú không tin. Thế là tháng vừa rồi chú về, chú bị trĩ rất là nặng luôn cả nhà, bị trĩ rất là nặng mà chữa gần gần 10 năm nay rồi, mà tình trạng trĩ nặng lắm, mà mỗi tháng phải hết hơn 4 triệu. Và vừa rồi sơ của mình có được giảm giá, và mình có trêu bảo là thôi cái này nó là bột uống để giải rượu thôi, để cho chú giải rượu thôi, chú cứ 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 lấy đi uống đi. Còn trêu bảo là thôi đưa đưa lại chị 200, trêu như thế. Đưa lại chị 200, chị cho cái này đi bố giải rượu. Thế là chú cũng vui vẻ cũng lấy luôn, và thế là sáng uống được hộp đấy 1 tháng. Thì hôm tuần vừa rồi chú về, chú rất là cảm ơn mình luôn, bảo là may có hồ sơ của chị, nếu không có hồ sơ của chị thì thực sự chị của em đến bây giờ cũng không cải thiện được. Rất là vui luôn, chú bảo là em đi rất là nhẹ nhàng này rồi, chị nó cũng cải thiện rồi. Rồi sáng nay lại gọi đòi để lấy tiếp. Tuyệt vời quá. Thế thì lúc nãy có một cái chi tiết đấy là vừa... Có con đường nào dài rộng mãi để anh đi với em thật lâu, mai không còn nhau quay về anh biết phải thế nào. Em bảo rằng đừng yêu em nữa, hãy quên đi tất cả về em, anh sẽ làm thế nếu ngày mai anh dương lời. Nếu em thật lòng mong muốn thế xin chấp nhận rời xa, em yêu người ta, anh về nghe tháng năm phai nhòa. Cuối con đường này vài giây nữa là anh đánh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh vẫn đau được không? Dù sao đi nữa anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào, còn mãi dành tình yêu ngày dài vì em giữa muôn vạn người trên thế gian. Dù sao đi nữa anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng, ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Xin em đừng khóc để lòng anh vẫn đau được
em giữa muôn vàn người trên thế gian. Dù sao đi nữa, anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng, ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Những người sức khỏe yếu mọi người nhé, mọi người lưu ý là với những người sức khỏe yếu thì chúng ta khi tư vấn qua Depack thì mình sẽ uống từng viên một đó, ai khỏe tốt hơn thì mình sẽ chia đôi ra một gói hai ngày đó, và uống mình sẽ uống làm quen trong vòng một tuần đấy đó, và khi cơ thể mình hấp thụ dần dần rất dần dần, nó giống như là bình thường mình đang đó mà mình ăn một bát cơm đầy quá nó sẽ bị bùi thực, đúng không ạ? Ngoài ra thì các sản phẩm omega 3 như chị nói là nó chị bị huyết áp thấp đúng không ạ? Đó. Thế thành ra là khi mà trong cơ thể của mình nó đang có rất là nhiều vấn đề ấy, mọi người, thì thành ra mình sẽ phải từ từ nhá, không không có vội được. Đó nên là vâng ạ. Còn những người mà sức khỏe bình thường thì mình có thể uống một gói luôn mọi người nhá. Đấy là những cái lưu ý cho một những người sức khỏe yếu thôi, thì mình uống gọi là để cho cơ thể mình thích nghi và hấp thụ dần dần. Đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? Wellness đã giúp cho chị gần như là hồi sinh, và đặc biệt là dạy cho chị một cái niềm tin vào cuộc sống, đúng không ạ? Cảm giác mình đi đường mình cảm thấy mở ra một chân trời mới, mở ra một tương lai, và mình bắt đầu có ước mơ, đúng không ạ? Còn lúc đấy thì chắc mình chỉ có một cái ước mơ, đấy là làm sao để cho mình khỏe thôi. Bây giờ mình khỏe mình sẽ có rất là nhiều ước mơ.